Police car. School bus. Phải đón các bạn nhỏ này đi nhà trẻ. Xuất phát nào. Baby bus xin chào. Miêu miêu, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Tớ ngồi ở chỗ nào? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Miêu miêu đã lên xe rồi. Xuất phát. Bến tiếp theo là siêu thị. Hãy di chuyển nút màu đỏ và bật thanh chắn lên. Đến siêu thị rồi, cô giáo bảo mua đồ mang đến nhà trẻ. Đi mua văn phòng phẩm và cặp sách nào. Hãy chọn xe đẩy hàng. Nếu muốn đi nhà trẻ thì cần phải có những thứ này. Hãy cùng tớ đi tìm nhé. Cặp sách. Đúng rồi, chính là cái này. Hộp bút. Vẫn chưa thể mua hết các đồ cần thiết. Hãy thử tìm xem chúng ở đâu nào. Vở. Cốc nước. Nước rửa tay. Vật chăn. Gối. Hãy cho tiền vào trong ngăn kéo. Nhờ bạn mà tớ đã mua được tất cả các món đồ rồi. Đã mua xong hết đồ rồi, hãy lên xe đi nào. Baby Bus, xin chào. Ruru, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Ruru đã lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là hiệu chụp ảnh. Đến hiệu chụp ảnh rồi,
Cô giáo bảo chụp ảnh rồi mang đến nhà trẻ. Đi chụp ảnh nào. Nếu muốn chụp ảnh thì phải mặc quần áo đẹp. Hãy chọn quần áo cho tớ nào. Hãy bật đèn ở trên lên. Hãy bấm vào máy ảnh để chụp ảnh nhé. Bức ảnh này đẹp quá. Cảm ơn. Có nhiều áo đẹp quá. Phải mặc cái áo nào đây nhỉ? Hãy bật đèn ở trên lên. Bạn đã chụp ảnh rất đẹp. Cảm ơn. Đã chụp ảnh xong, xuất phát. Baby Bus, xin chào. Trang Trang, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Trang Trang đã lên xe rồi. Xuất phát, đi đón bạn tiếp theo nào. Thiếu xăng rồi, hãy đổ xăng vào nào. Đưa thẻ đổ xăng vào để đổ đầy xăng. Đổ đầy xăng. Baby Bus xuất phát. Baby Bus, xin chào. Kiki, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Tất cả các bạn đều lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, kiểm tra thân thể rồi đi đến nhà trẻ nào. Đi kiểm tra thân thể nào.
đo chiều cao và cân nặng. Miu Miu nặng 14 kg. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cái này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cái này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Kiểm tra thị lực. Hãy di chuyển kính lúp và tìm xem bản mẫu ở đâu nhé. Đúng rồi, bạn đã tìm được bản mẫu rồi. Đúng rồi, bạn đã tìm được bản mẫu rồi. Bạn đã tìm được tất cả rồi. Thị lực của bạn thật tốt. Cảm ơn. Kiểm tra thính lực. Thử nghe xem tiếng con gì kêu ấy nhỉ. Gà trống. Bò. Chim non. Cảm ơn. Kiểm tra điện tâm đồ. Hãy thử sắp xếp theo các loại màu sắc giống nhau. Đúng rồi, chính là ở đây. Hãy bấm vào nút giống với màu sắc cơ thể. Đúng rồi, chính là cái này. Đã kiểm tra xong, mạch đập bình thường. Cảm ơn. Đã kiểm tra thân thể xong, đi tới nhà trẻ nào. Đến nhà trẻ. Các bạn nhỏ ơi, học kỳ mới đã bắt đầu rồi. Hãy nhanh đến nhà trẻ Kiki Miu Miu. Trước tiên hãy xếp hàng nào. Hãy xếp hàng cho Kiki. Hãy xếp hàng cho Trang Trang. Hãy xếp hàng cho Miu Miu. Hãy xếp hàng cho Ruru. Yeah. Baby Bus xin chào. Chào nhé, các bạn nhỏ. Hãy chơi vui ở nhà trẻ nhé. Khi nào học xong, tớ sẽ tới đón nhé. Đây là phòng học. Sau này các bạn sẽ học ở đây. Chúng ta cùng thử giới thiệu tên nhé. Cô là cô giáo Mimi. Tớ là Miu Miu, tớ thích đọc sách. Tớ là Kiki, tớ thích chơi với các bạn nhất. Hey, tớ đây Trang Trang, tớ thích bóng đá. Tớ là Ruru, tớ thích nhảy nhót. Kiki, Miu Miu, Trang Trang, Ruru, tất cả đều nhớ đúng không nào? Sau này tất cả sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé. Bây giờ chúng ta cùng thử trang trí phòng học nhé. Hãy treo lên tường những bức ảnh mà bạn ưa thích. Wow, bức ảnh đẹp quá. Phòng học đã trở nên vô cùng đẹp đẽ rồi. Tiếp theo là thời gian chơi đồ chơi. Hãy chọn những món đồ chơi ưa thích nhé. Chơi trò chơi nào.
thú vị quá, đợi nào. Ê, bắt được rồi. Ôi, đứng im đó. Để cho mọi người biết tài năng của mình nhé. Ôi, quả bóng của tớ. Wow, thú vị quá. Haha, bạn thật giỏi. Bạn có thích đồ chơi ở nhà trẻ không? Thật là thú vị. Tớ muốn chơi nữa. Hãy dọn tất cả đồ chơi mà các bạn đã lấy ra chơi nhé. Đến giờ ăn nhẹ rồi, chúng ta cùng ăn nào. Ăn nhẹ. Đều không kén chọn đồ ăn và là những bạn nhỏ rất ngoan. Hôm nay các bạn thật là giỏi. Cô sẽ tặng các bạn một món quà là bông hoa đỏ. Cảm ơn. Hãy giúp cô giáo chia những cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đến giờ đi về nhà rồi. Baby Bus đang ở ngoài cổng. Các bạn nhỏ về nhà nhé. Yeah. Phải cẩn thận khi đi về nhà nhé các bạn. Tạm biệt cô giáo Mimi. Tạm biệt cô. Baby Bus xuất phát. Hãy đưa từng bạn một về tới nhà một cách an toàn. Miu Miu đến rồi. Baby Bus xin chào. Miu Miu ơi, ngày mai gặp lại nhé. Baby Bus xuất phát. Hãy đưa bạn tiếp theo về nhà. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Ruru đến rồi. Baby Bus xin chào. Ruru ơi, ngày mai gặp lại nhé. Baby Bus xuất phát. Hãy đưa bạn tiếp theo về nhà. Trang Trang đến rồi. Baby Bus xin chào.
Trang Trang ơi, ngày mai gặp lại nhé. Baby Bird xuất phát, hãy đưa bạn tiếp theo về nhà. Thiếu xăng rồi, hãy đổ xăng vào nào. Đưa thẻ đổ xăng vào để đổ đầy xăng. Đổ đầy xăng. Baby Bus xuất phát. Kiki đến rồi. Baby Bus xin chào. Kiki ơi, ngày mai gặp lại nhé. Các bạn nhỏ ơi, chào nhé. Ngày mai tớ sẽ đến đón nhé. School Bus.